tiếp tục giao lưu với anh em mình Lô Nguyệt Quế nha. À, Nguyệt Quế lá xoắn bông chùm nha anh em, cây cũng gần như là thành phẩm rồi, tay cành nó có sẵn hết trơn rồi ha. Đây à, đế là ok ha, tí em sẽ báo tình trạng cho anh em mình ha. Cây này có một số cái em sẽ báo cho anh em mình. Hoành ngay vị trí này là 38 nha anh em, 38 hoành ha. Nè anh em mình xem thước nè, đế đều đẹp nha, chiều cao á là 89, tàn ngang là 85 ha. Nguyệt Quế lá xoắn bông chùm nha anh em, à, tàn vô dây là đều hết trơn ha. Đây em quay cho anh em mình nè, đế ở trong này là cái tổ mối ha, cái ổ mối về anh em mình có thể mình đục ra ha, ổ mối nó vẫn còn sống nha anh em, nhưng mà nó không sao ha, rễ đều là còn ok hết, rễ là anh em ha, cái cọng này thì nó hình như nó chết rồi, về anh em mình cắt lại cũng sao ha, nhưng mà mạch dưới này nó có rễ nè ha. Đó. Đế là ok ha, không có chết, không có lỗi lầm gì trơn ha, cây cơ bản là không có gì hết, nó chỉ có cái ổ mối đây nè. Đó. À, ok nha anh em, mạch là mạch sống hết ha. Mạch sống hết ha. Cái chỗ này thì nó hơi tét xíu nè, à, chắc lý do vô dây á, vô dây nó bị tét á anh em, nhưng mà nó vẫn còn sống bình thường nè ha, không sao ha. Nữa có gì em cố gắng em lấy băng keo á, em quấn lại cho nó cứng lại ha, à, nó vẫn còn sống bình thường ha. Đó, tàn đều hết trơn nha anh em. Rồi cây y ha, mã số là y nha anh em, y dài ha nè, cây mã số là Y1 nha, cây này giao lưu với anh em mình 2.700.000 ha, em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi ha. Cây này cái ngọn của nó cũng rất là nhỏ nha anh em, có một cắt nha. Đó, rất là nhỏ ha, 2.700.000 nha, bao ship cho anh em chơi luôn. Đây em báo thêm với anh em mình ha, em mới thấy đây nè, cái chỗ này thì nó hơi bị bể nhẹ nha, nhưng mà nó không sao nha anh em, à, nó bị lũa nhẹ ha, 2.700.000 nha, à, nó đâm trời non lại quá trời luôn nha anh em. Cây là anh em mình yên tâm ha nè, à, rễ là đầy hết trơn nè anh em mình thấy ha, rễ là năng đầy bầu hết trơn nè, à, thuần chậu lâu rồi ha, nuôi cũng cả năm rồi nha anh em, 2.700.000 nha, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi, tiếp theo nha anh em, cây mã số Y2 ha. Cây này cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Cây có lỗi gì sao em báo vậy ha. Đó, anh em mình yên tâm nha. Cây này đế đều đẹp ha. Thăng lắc luôn nha anh em. Đó. Tàn là tròn đều ha, cây cũng đang cho bông nha anh em. Đó, cây đang cho bông ha. Rồi em đo thông số rồi em quay chi tiết cho anh em mình. Cây này là hoành 44 nha, hoành ngay cái cổ này là 44 nha anh em. Chiều cao là 76, tàn ngang này là 65 ha. Bầu là 50 ha, tất cả các bầu đều là 50 hết nha anh em. Rồi để quay chi tiết cho anh em mình nè. Đây đế nha, em quay đế trước cho anh em mình tham khảo nè ha. Đó, em quay chậm nè, cái dàn đế nè nha anh em. Đế nè ha, đế là không lỗi lầm gì trơn ha, không có cọng nào chết trơn nha anh em nè. Đó, cọng nào nó cũng xanh tươi hết trơn ha. Chi cành nè ha. Đó. Ok hết trơn ha. Nè, bông nè, anh em thấy ha. Cây đang đâm lọc lại rất là dữ nha anh em. Đây ghép được 3 bo đầu nè, 3 bo đầu ha. Cây đang đâm lọc, đâm trời bông dữ lắm luôn nha. Cây này rất là sai bông ha. Nè. Nghe anh em, bông dữ lần dần lắm ha. Cây nào nó cũng có trời bông cho ha. Về là anh em mình chơi bông luôn. Cây này rất là đẹp cây ha. À, em cũng xin báo với anh em mình luôn là lô này em xin nhận cọc ha, không có cọc thì em sẽ không dám gửi cho anh em ha. À, cọc thì em sẽ gửi cho anh em mình, cọc em mới dám đi hàng ha. Rồi cây Y2 nha, Nguyệt Quế lá xoắn bông chùm thuần chậu. À,
giá là 2.900.000 nha anh em, bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn ha. Y2 2.900.000. Đó, rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo nha anh em, cây mã số là Y3 nha. Đó, một cây lùng lực ha, đâm chồi mạnh luôn nè anh em ơi. Cây này đế nó cũng đẹp ha. Đó, lùng lực. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha anh em, cây cũng đang cho bông ha. Cây cũng đang có nụ rất là nhiều luôn. 38 hoành. Chiều cao là 55 ha. Tàn ngang này là 65 nha anh em. À, thường cái bầu á, cái bầu đa số mấy cái bầu này là 50 ha. Đường kính cái bầu là 50 hết nha anh em. Cây này là phần chậu ha. Rút chậu ra, rễ ăn là đầy bầu hết trơn rồi. À, lùng lực ha. Cây này cũng vô được một nước dây rồi. Rồi để em quay chi tiết cho anh em mình nè. À, bộ đế này nè. À, đế là cũng không lỗi lầm gì nha anh em, có lỗi em sẽ báo cho anh em mình ha. Nè đế nè, à, nguyên cái dàn đế nha. À, mấy cái mặt cắt nè. À, à, mấy cái đầu nè ha, cái đầu này rất là nhiều bo ha, nhiều chi ha. À, anh em mình yên tâm nha, không chết nha, không chết mạch nào hết. Lùng lực nha anh em, tàn cũng đều ha, bông cũng khá là nhiều luôn, nụ nè, nụ bông nè, ra đọt là ra nụ bông ha, nụ bông này cũng lớn rồi nè. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha anh em, bông rất là thơm. Rồi cây này là Y3 nha, giao lưu với anh em mình 2.700.000 luôn, em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi nha. Một cây lùng lực. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo nha, cây Y4 nha anh em. Y4 cái cũ này cũng quá trời to luôn nè anh em. Y4 rồi để em đo thông số rồi em báo chi tiết cho anh em mình cây này ha. Đế cây này rất là đẹp nha anh em. Cây này ngay vị trí này là 42 hoành nha, 42 hoành. Đế rất là nở nha anh em, chiều cao là 68 nha. Cái tàn ngang này là 65 nha anh em. Đó. Rồi để em quay quay bộ đế trước cho anh em mình ha. À, đây. À, này vẫn có mạch sống nè, nó kéo nè anh em mình thấy ha. Kéo sẹo chưa nha anh em. À, đó. Nha. Phòng ghế này thì nó bị da xa mà nha, nhưng mà nó có mạch sống ở dưới lưng nè. À, cây này đế nè anh em, đế là đế đều đẹp ha. À, cái này là kiến thôi chứ không có gì hết, kiến ha. Cái này thì cọng ghế này nó bị da xa ở trên cái mặt lưng nè nè. À, nè anh em. Đó nè, tại vì chỗ này nó bị nè, cái mặt cắt nè. À, nó không nuôi được thành ra nó bị bể ở cái mặt lưng nè. À, dưới cái đầu này nè anh em, cái đầu này thì nó không có bo ha, về anh em mình bỏ cũng được ha, bỏ mình nuôi chi khác lại nha anh em, tại vì mình lấy chi bên đây chi chủ rồi nè, mình cắt tới dưới này nè ha. Mình cắt bỏ cái đột này nha, không sao ha, tại vì hai bên nó có mạch hết rồi. Ừ, nó chỉ chết tới đó thôi. Rồi cây này cây Y4 ha. Y4 này giao lưu với anh em mình 2.700.000 nha. Em bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. Cây nó cũng đang cho nụ bông nha anh em nè. Cây nào nó cũng có nụ bông hết trơn ha. Anh em mình yên tâm ha. Về mình vô chậu là mình chơi thôi. À, 2.700.000 nha. Bao ship cho anh em mình luôn. Đây thì nó cũng có cái chỗ này nè nha anh em. À, bị lỗi gì em báo chỗ đó nha. À, 2.700.000 nha. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo ha, cây mã số này là mã số Y5 ha, cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha anh em. Y5 đó, Y5, cây này đế rất là đẹp luôn anh em ơi, đế cũ luôn. Một tốt ha, không cao luôn nha anh em.
để em đo thông số cho anh em mình tham khảo ha. Ngay vị trí này là 42 hoành nha, 42 hoành ngay vị trí này nha anh em. Chiều cao là 99, tàn ngang này là 55 nha anh em. Anh em mình xem tàn cũng tròn đều hết trơn rồi, tại vì cây này nó mới vô một nước dây đầu ha, thành ra về anh em mình có thể mình chỉnh sửa sơ lại nha anh em. Rồi để em quay chi tiết cho anh em mình tham khảo ha. Đây thì nó bị sam lũa chỗ này nè anh em, nhưng mà mạch bên đây nó cũng ok ha, bên đây nó còn sống nè, bị sam bên đây, chày nhẹ chỗ này, đây có cái lỗ đây nữa nè, về anh em mình xử lý ha, một cốt trực lắc nha anh em, tàn điệu hết trơn ha, ở trên nè, có bo nuôi hết rồi, nó nuôi hết trơn ha nè. Đâm chồi rất là mạnh nha. Cây nó đang cho chồi bông nha anh em, chồi bông rất là nhiều ha. Cây có sao thì em báo như vậy nha. Anh em mình lưu ý là lô này em xin nhận cọc em mới đi cây ha. Em quay chi tiết cây thì anh em mình xem cây kỹ giúp em. Rồi, cây mã số này là Y5 ha. Em xin giao lưu với anh em mình là 2.900.000 nha. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn. Anh em nhớ báo đúng mã ha. Đúng mã thì em sẽ gửi đúng mã cho anh em mình ha. Anh em mình xem cây, em báo mã đúng. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo nha anh em, cây mã số L2 ha. Một cây cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Tàn ok chưa ha, năm thân này là không nhúc nhích luôn nha anh em, cứng ngắc nha. Nó cứng ngắc, nó cầu nhau cứng ngắc hết trơn anh em ơi. Hoành là 14 nha, hoành thân cơ bản là 14 đó anh em. Chiều cao là 86 nha, chậu này là 45 nha anh em. Tàn ngang này là 70 nha. Này nữa là em sẽ đóng bầu gửi anh em mình ha, em không có xếp chậu nha anh em. Đế là nó cũng đều ha nè, đế nó chảy cũng đều lắm nha anh em nè. Rồi cây mã số L2 nguyệt ở cây kim quýt nha anh em, 2.000.000 em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi ha. Mã số là L2. Rồi tiếp theo luôn, tiếp theo là cây mã số L3 ha. Một cụm luôn nha. Này là tính là chỉ có hai cây thôi nha anh em, bên đây là liền một cây nè, bên đây một cây nữa là hai cây ha. Em đo nguyên cái cụm này ha, cụm này là 26 nè, chiều cao là 60, tàn ngang này là 60 luôn nha anh em. Rất là sai trái ha, trái nè anh em thấy không, trái chùm nha anh em, trái dữ lắm ha. Rất là sai trái. Rồi cây L3, cây này giao lưu với anh em mình là 1.500.000, em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo nha, cây mã số là L4 nha anh em. Cây này cái bệ đế cũng dữ lắm nè anh em, hai cây ha, hai cây nhưng mà nó dính cứng ngắc với nhau nha anh em. Mẫu tử ha. Rồi để em đo cái củ cây bự nè, tổng này là 23 hoành nha, chiều cao này là 80, tàn ngang này là 60 nha anh em. Rồi cây mã số L4 nha, cây này giao lưu với anh em mình là 1.700.000, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo nha, cây L5 á, cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha anh em. Một cốt nè. Rồi để em đo thông số, 25 hoành, tàn ngang này là 50 á, chiều cao là 60 nha anh em. Cây trái cũng dữ lắm nha.
Rồi cây L5 cũng là cây cuối cùng của clip ha. Xin giao lưu với anh em mình là 1,4 triệu, em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi ha. Rồi em cũng xin chào, chúc anh em sức khỏe ha, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.